Hello everyone, xin chào ông bà cô chú anh chị em. À, à, hôm nay chắc mình nãy mình để cái short đó từ sáng mà tại chắc mình ở trên núi mình post nó không biết tại sao nó không có vô được tính uh, mình về chiều tối rồi mình cứ uh, mình mới coi lại mình thấy ủa sao nó không có vô mình coi lại không nó không có bao giờ upload trong trong YouTube hết đó thì nãy mình mới có upload xong rồi thật ra là mình cũng uh, tính không làm video luôn nhưng mà lỡ trong cái short đó mình nói mình làm thì hôm nay thật ra mình muốn kể cái quá khứ của mình với lại cái cái sai lầm của mình tại vì mình không có nói hết được mình chỉ muốn nói sơ qua cái ban đầu mình mình làm cái gì đại khái như vậy thôi nhưng mà cũng là xong rồi hồi trưa hay hồi chiều mình đi về mình có coi hồi trưa hay chiều không có nghĩa là hồi chiều quá mình có mình có coi chút xíu về cái một ngày nên làm một điều tốt à, cái video nói về cái ông vua này đó thì À, nó, nó đúng chứ cũng không có sai gì hết nhưng mình không, không dám nói thêm tại vì cái đứa cháu nó đã làm rồi thì mình mình coi thôi nhưng mà cái anh hòa hoàng dương á anh có làm cái comment trong mấy cái video trước của mình hay là anh để trong cái comment bữa bữa qua bữa nay gì đó về cái vụ mà cái thời gian mà cái ông vua này làm đề tài với anh lộc á thì ban đầu mình nói thiệt ban đầu mình nghĩ nó mình nói thiệt luôn ban đầu mình nghĩ ông muốn giúp anh Lộc nhưng mà qua cái thời gian mà nó cứ, nó cứ xảy qua chuyện với Thấm rồi đó mình mình gần bơi mình mình bắt đầu mình hơi nghi mình nghi nhiều chuyện lắm tại vì uh, mình thấy nó không có đúng tại vì cái ông vua này ông 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 đã đưa mình cái nhiều vấn đề về cái vụ mà Lộc với với Thấm với lại cái người có một người tên cũng là tên thôn đi nữa nhưng mà mình thấy nó sao sao mình không có nói mình có làm một cái video nói về Thấm vậy thôi cái vấn đề cái hoàn cảnh cái quá khứ của Thấm doanh lọc cái thôi nhưng mà mình không có nói về mấy cái thêm mà mấy cái chuyện mà mình không có biết rõ ràng đó thì mình không có làm thì uh, mình sau này mình biết được là cái cái ông vua này ổng uh, lúc đó cái đề tài nó hết rồi cũng như là mình có nhiều người luôn nó muốn nói là câu view đó thì mình coi là như vậy đi trong lòng của mình mình không dám nói như vậy nhưng mà mình cũng thấy là như vậy đó tại vì sau cái vụ anh lọc là sau này cũng hết rồi, rồi bắt đầu chiếu qua chuyện của hằng ổng hết hết đề tài để làm rồi đó cũng như là phải kiếm chuyện đi gì mới để để làm sao để có tiếp tục để mà ổng làm nhưng mà bữa nay mình không muốn nói cái đó mình muốn nói về cái vụ mà ổng nói uh, tại sao mà ổng đổi hướng của ổng 6 tháng nay giờ ổng thấy rõ gì mà người khác không thấy đó thì uh, để một chút nữa mình muốn giải thích cái suy nghĩ của mình cho ông bà cô chú anh chị em ai coi cái video của mình nói, nếu mà mình biết suy nghĩ thì nghĩ mình nói đúng hay mình nói sai tại con người của mình con người con này cũng là bốn mấy tuổi đâu không còn trẻ nữa đâu phải không chắc lẽ là lời lẽ của mình nó nói nó quan trọng lắm thì một chút nữa mình nói chứ cái chuyện mà thật ra là mình muốn nói bữa nay là, là cái quá khứ của mình nhưng mà mình không biết tại sao nó ba là ba lần này mình muốn làm rồi tự nhiên nó là mình suy nghĩ lại mình thấy chắc mình không làm tại vì không phải là mình người quan trọng cái gì hết á nhưng mà cái, uh, mình thấy có nhiều chuyện uh, nếu mà mình kể nó ra đó cái, trong cái thời gian đó thôi mình không cần biết uh, mình nói ai mình không cần nói tên mà mình chỉ nói cái thời gian từ 90 98 đến đến 2005 á nếu mà ai mà sống trong San Jose trong cái thời gian đó mà mà có đi chơi hay là ở ngoài đường một chút xíu nếu mình kể ra là họ sẽ biết là ai liền không như mình nói đó, phải không cũng như cũng nhiều người thích mình cũng nhiều người ghét mình phải không có nhiều chuyện nó đã xảy qua nó đã qua rồi mình muốn cho nó qua luôn chứ mình không mình không có muốn đem tới, tới đại khái cũng có nhiều tiểu nhân bây giờ ở trên youtube lắm phải không mình chỉ cỡ sơ qua đó họ mò ra họ biết được mình là ai nữa mình thấy cũng hơi phiền phức một chút thì mình mình không có muốn nói thêm nữa coi như nó như vậy thôi nhưng mà mình mình có nhiều cái sai là mình muốn thật ra là mình muốn tâm sự với ông bà cô chú anh chị em để làm sao để để cho giúp cho mình uh, mình vượt qua cái này để tại mình nói hai nó mấy năm nay rồi phải không có nhiều khi uh, nói làm sao đây phải không À, uh, ví dụ như người ta nói mình chỉ kể như vậy cho mình tâm sự một chút cái này đi nha xong rồi mình mình sẽ nói về cái vụ uh, cái ông vua này một chút xíu thôi ý là cái cuối cùng mình muốn nói là cái vụ uh, chị hương phải không mình coi cái video của chị hương với anh lộc á, thì mình đã nói nhiều lần lắm rồi có nhiều người nói là chị hương đang câu view chị hương lợi dụng chị thủy à, uh, đại khái nhiều thứ lắm là cũng như là coi chừng chị hương nhưng mà để mình muốn nói mình muốn nói về chị Hương với lại hai chị em chị Hương luôn tôi tuy là mình có gặp uh, hai chuyện này cũng ít 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 lắm nhưng mà theo cái cách họ nói chuyện với lại cái cách họ cử xử với lại hai người chồng của họ luôn tại vì mình một người kêu là mình đừng đa nghi đây nhưng mình để mình để ý nhiều chuyện lắm đã đa, đa số mình ai người nào cũng vậy với cái vụ ông vua mình cũng vậy nữa nhiều người lắm mình đã trải qua nhiều 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 chuyện không có tốt đẹp với mấy nhiều người thân trong cuộc đời của mình lắm rồi sau, sau này mình gặp ai mình cũng lúc nào cũng vậy mình mình biết cái nào mình nên nói cái nào mình không nên nói mình nhìn mấy mấy điều lý vento là nó một câu nhẹ nhàng với người thân của họ nhưng mà mình để ý hết á thì để mình chia sẻ về tại lý do tại sao mà mình 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 giúp chị hương một cái suy nghĩ riêng tư của mình chị hương mình hy vọng là mấy người kia làm ơn đi đừng có nghĩ chị Hương như vậy nên thật ra chị Hương là một người vô tư lắm phải không nhưng mà cái vô tư của chị Hương á, là, là rất là 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 một người trung thật người một người muốn giúp người ta chứ họ chị Hương có nghĩ gì đại khái như vậy nhưng mà ai cũng vậy không không ai là gì đó không ai hoàn hảo hết á phải không nhưng mà chị Hương cũng chín chín mấy phần trăm vậy là cũng tốt hơn mình nghĩ cho chín mươi chín 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 phần trăm một người ở ngoài đời rồi thì vậy là cũng cũng là đẹp lắm rồi còn mười phần kia đương nhiên rồi ai cũng có cái xấu của họ ai cũng có cái cái, cái riêng tư của họ hết thì thôi mình nghĩ là họ 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 như vậy là tốt lắm rồi đối với mình là như vậy thôi để một chút nữa mình cuối cùng mình nói về chị Hương với lại hai hai chị em chị Hương à, nhưng mà cái mà mình muốn nói thật ra mình muốn nói thứ nhất thì mình muốn nói về chiều mình đi về mình lái xe về trễ bữa nay mình làm về trễ lắm tại vì nó, nó nó mình mình phải đi chạy lên núi mình làm cái job kia xong rồi trưa lại rồi mình phải chạy về cái chỗ cái nhà mà bữa hôm qua mình làm mình làm không xong á thì mình phải giúp mấy người đã làm cho nó xong hết rồi đi về rồi mình đi về nó trễ mà vừa mưa bắt đầu vừa mưa vừa gió nữa thì mình nghĩ tới mà, mấy anh chị em mà ở dưới cái suối đó, đó mình thấy tội nghiệp thiệt tại vì uh, chắc họ họ Tới thời buổi như vậy họ họ nghĩ nếu mà họ không có phê á thì họ nghĩ là cái cuộc sống của đời của họ họ tiếc lắm mình biết như vậy cho mình không biết đâu nhưng mà như mình nói rồi phải không cái nàng tiên này nó 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 khó tại vì mấy anh chị em mà ở dưới cái suối này coi như là họ họ không còn cái gì nữa hết á mình nói thiệt không phải là một người bình thường nữa phải không bà con anh chị em tiền bạc cái gì đại khái cái gì không còn cái gì nữa hết đó. chứ mình biết nhiều người mình mình đã nói mình sống lên ăn chơi cũng nhiều lắm mình biết nhiều người có hoàn cảnh như vậy đó nhưng mà họ cái hoàn cảnh của họ nó không có nó 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 không có như vậy họ còn gia đình họ còn tiền họ còn cái này họ còn nhiều thứ để họ họ họ, họ sống lắm thì quan mà người ta muốn giúp họ đó thì họ vượt qua nó dễ lắm tại họ có người, bạn người thân nè họ có người yêu nè họ có gia đình nè họ có nhiều thứ để 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 họ 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 họ, họ, họ phấn đối để họ làm còn mấy anh chị em ở dưới suối này không còn cái gì nữa hết á thì chẳng nói cho mình kể về uh, À, một chút về cái vụ mà mấy người mình nói ô hằng với lại phi vũ hằng với alex hằng với lại mấy đại khái mấy anh em hết à, hình như là cũng có gì đó nhưng mà để mình trả cho nghe mấy người này mấy người đàn ông này đối với họ họ có một mà họ, họ trao một chút tình thương cho Hằng Tại vì cái đó là cái hy vọng của họ Để họ vượt qua cái này Phải không? Đa số mấy người này ai cũng vậy Họ đang kiếm cái gì đó Để cho Không còn cái gì nữa hết á Họ coi Hằng cũng như là Coi như là một 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 người bạn gái hay là một người thương gì họ như vậy đó để cho họ vượt qua nhưng mà cái đường nó đi có một đường thôi hằng hằng chỉ muốn giúp họ trong công tác bản là một người bạn một người muốn giúp họ như vậy có nhiều khi chắc có nhiều người cứ nói là ô hằng à, à, nói bậy nói chung mày tao vậy nhưng mà hằng phải nói họ như vậy đó để cho họ hiểu được đó, là hằng chỉ là một người bạn thôi chứ nếu họ kêu bằng anh hay là kêu họ vậy họ sẽ nghĩ tiếp tục tiếp tục tiếp tục cũng như là họ họ muốn cái quan hệ với hằng. Phải không? Cái đó là cái 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 phấn đối của họ để làm sao họ vượt qua. Nhưng mà hằng chỉ có giúp họ được căn bản là muốn họ đi rehab cái này cái kia chứ hằng không phải là một người, người 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 gia đình của họ hay là một người thương của họ. Phải không? That's why cái nhiều khi các họ hằng nói chuyện nó họ hằng họ, họ phải để một cái một cái một cái cửa như vậy đó để cho để cho họ hiểu biết là nó nó có như vậy thôi chứ không có thể nào được nếu mà họ nghĩ suốt xa nữa là có nhiều chuyện nó xảy ra không có tốt đẹp như ông bà cô chú anh chị em có mấy cái video cũng hiểu mà phải không thì thấy có nhiều khi mấy người này họ tỏ họ làm mấy chuyện như vậy nhưng mà cái đó là cái cái cái, 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 cái... Cái, tàn, cái 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 mà, mà 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 cái hy vọng của họ mình mình chỉ nói thứ cái gì mình mình đã biết thôi. Còn nhưng mà hằng không có nghĩ như vậy, thấy không? Cái 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 tôi cũng thông cảm được cho cái người mà muốn giúp họ chứ nhiều khi họ cái nói ô cái này cái kia mình mình thấy như vậy nhưng mà nó nói không được cái nhiều khi mình không muốn nói. Bữa nay sẵn đó mình đi về mình thấy như cái mình thấy thương cho mấy người như vậy đó thì mình nhiều khi mình nghĩ ra đến cái chuyện của 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 hằng với lại mấy người đàn ông này đó, thì nó nó là như vậy thôi thì hy vọng cái đó giải thích cho 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 ông bà cô chú anh chị em a à, không hiểu đó. hiểu thêm một chút xíu thôi à, bây giờ cho mình nói về cái cái vụ ông vua này lại nha thì uh, như mình nói rồi phải không mình không muốn nói thêm về cái vụ vấn đề của ông vua này cái chuyện gì đó Có nhiều chuyện mình không muốn nói rồi nhưng mà cái chuyện xảy ra với anh lộc đó như mình nói rồi phải không mình mình cũng nghi nhiều chuyện lắm sau này mình thấy cái, cái như mình nói rồi cái tâm của ổng đó, không phải ông ông nghĩ trai ổng Ông ổng ổng làm cho bản thân của ổng thôi không có riêng gì hết á nhưng mà như mình nói như vậy nè phải không ổng nói bây giờ có nhiều người nói ổng đi hai hàng <laughs> thì muốn nói mình không có nói như vậy phải không nhưng mà như vậy này phải không nếu mà nếu ông vua ông vua này ông đã nói rồi phải không có nhiều cái cái, cái tôi thấy nó như vậy 6 tháng sau tôi thấy nó như vậy nhưng tại sao mấy người không thấy nó rõ ràng như vậy bây giờ mình chỉ nói cho ông bà cô chiếu anh chị em nghe như vậy thôi không nếu mà mình một người bốn mươi mấy tuổi rồi phải không mình mình sư mình tự xuân mình là một người cái gì đó phải không cái chữ hai chữ gì đó cái cn cái gì đó đại khái như vậy phải không phải không mình chắc chắn bản thân của mình cũng như là cả cuộc đời của mình mình không ai biết mình là ai hết mình lên đây phải không chính bản thân của mình cũng tin cái ông vua này luôn tại vì ổng nói ổng ổng nói là ổng là như vậy phải không cái cái, cái tại sao mà ổng ổng nghĩ là hằng là không là là như vậy tại sao ổng nghĩ là phượng ca ly là như vậy trong 6 tháng nay ông nói thẳng như vậy ông nói như vậy biết tại sao không tại vì ông là một người có lập trường phải không mình mới tin là ông mình nói ồ cái ông vua này thật ra là không ông 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 có cái quyết điểm của ông là ông ông phải không ông chắc chắn là ông nắm cái bằng phải ông mới dám nói và ông lên để ông dám nói cho một cho bao nhiêu chín ngàn khán giả của ông mà phải không là đương nhiên là ông phải có ông phải chắc chắn cái gì cái lời lời nói của mình nó quan trọng lắm phải không chứ không phải là hiện tại bây giờ phải không bây giờ ông đổi hướng ông nói là ông suy nghĩ ông khác nhau làm là mình nghĩ ông con người ông ra sao rồi ông bà cô chú anh chị em cứ nghĩ đi một người mình làm việc cái gì cũng vậy mình nếu mà mình lên đây mình quyết định mình nói cho thiên hạ nghe như vậy đó là mình phải nắm chắc chắn phải không mình phải nắm chắc chắn là cái suy nghĩ của mình nó đúng chứ không phải là mình đi rửa chừng như vậy 6 tháng sau bây giờ tôi nói là ô bây giờ tôi thấy nó vậy vậy nó không phải là như vậy là con người của mình nó sao nghĩa là sao con người của mình không có giá trị gì hết cái lời nói của mình nó không có giá trị gì hết á chính bản thân của mình tự mình làm mình như vậy mình nói bản thân của mình như vậy đâu có ai nói gì đâu không mình cũng tin cho giờ cái ông vua này ông lật ngược lại như vậy mình nhìn nó mình thật ra mình khinh ổng luôn á tại vì biết không, cái lời nói của mình là cái giá trị của, là, là 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 cũng như là cái giá trị của mình là, là là mình không biết nói làm sao đây nữa cái lời nói của mình là nó quan trọng nhất trong cuộc đời của mình mình nói thiệt hơn là đồng tiền nữa đó mình muốn người ta nghe mình 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 phải chắc chắn những lời mình nói nhưng mà mình nói mà đi giữa chừng nội giờ mình lật ngược lại là là tôi không có bao giờ chắc chắn những gì tôi nói hồi trước cũng như là tôi nói nhưng mà tôi không có tôi không có chắc chắn vậy tại sao mình lên đây mình nói như vậy thằng chi cho thiên hạ nghe phải không bây giờ ngược lại 6 tháng sau nữa cái ông vua này ông có thể ông lật ngược lại nữa phải không? Ông đã làm một lần rồi, cái gì con người mà có thể làm một lần lại nữa là ông có thể làm lại một lần thứ hai nữa, phải không? Ông, ông 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 không có ông không có chắc chắn những những lời gì ông nói hết á. Ông nói bữa nay như vậy ngày mai ông có thể ông thay đổi lại tiếp, ngày mốt ông sẽ thay đổi lại tiếp nữa. Con người không có lập trường. Ông bà có chú anh chị em ai ai mà không đồng ý với mình cũng là nhìn vô thấy cái, cái, ông vua này là như vậy rồi. Phải không? Chứ làm sao mà lên đây phải không? đã xấu lên đây mà nói như vậy nói cho một người mình, mình biết mình đang nói cái gì mình chắc chắn như vậy nhưng mà 6 tháng sau đổi ngược lại hết có người không có lập trường mình xin lỗi nha mình không biết ông bà cô chú anh chị em nghĩ sao mình không muốn nói thêm về mấy cái chuyện kia đại khái cái gì đó hết nhưng mà một con người như vậy không đáng cho mình nể không đáng cho mình tin nha rồi thì cuối cùng cho mình mình nói về chị hương ông um, <laughs> chị Hương á, mình thật ra là mình đã nói một lần nhưng mình nói sơ qua thôi nhưng mà bữa nay cho mình nói thêm đi tại vì cũng lâu lắm rồi mình muốn mình muốn nói um, chị Hương à, cái nhiều người um, cũng nói cũng nói mình rồi cẩn thận chị Hương chị Hương nói gì um, không có hiền đâu um, chị Hương đang lợi dụng chị Thủy để câu view chị Hương này chị Hương kia phải không thì uh, như mình nói là phải không không có ai hoàn hoàn hảo hết á phải không chị Hương cũng vậy thôi chị Hương là, là, là một con người thôi phải không chị Hương cũng không có thánh thần gì hết á phải không chị Hương chỉ có chỉ có chỉ đi phát cơm cho mấy anh chị em vô gia cư ăn phải không chị Hương quay phim làm YouTube cũng bình thường thôi phải không chị Hương giúp chị Thủy cũng bình thường thôi phải không chị Hương cố gắng theo ông bà cô chú anh chị em mà không có coi mà không có biết được á không nhìn thấy được như vậy coi chị hương câu view thì ok mình cũng không có nói gì hết nhưng mà mình thật ra mình cũng người đi để giúp chị hương nhiều lần với chị thủy lắm rồi phải không mình 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 cảm giác ra được đúng có nhiều khi đó, chị hương nghĩ vô tư lắm phải không chị hương không có nghĩ gì hết chị hương nói ô muốn đi giúp chị thủy ok đi quay chị thủy vậy đi muốn muốn giúp người này ô đi quay cái gì này chị hương không không có ý là ô đi câu view chị hương muốn đi giúp đi giúp mấy người này nhưng mà cái cái chị hương ô làm youtube là cũng như là cái chuyện của chị hương thôi mình không bao giờ nghĩ như vậy hết á phải không ban, đầu mình cũng đa nghi chị hương lắm phải không mình cũng nghe nhiều lắm con 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 như mình nói con người, mình nói, con người, mình trải qua nhiều trong cuộc đời của mình có nhiều người cái quá khứ của mình đó, nó không có tốt đẹp gì mấy lúc nào mình cũng, cũng 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 cẩn cẩn thận với mấy người mà mình mình tiếp xúc lắm nhưng mà một thời gian mình qua rồi mình cũng nhìn mình cũng mình cũng mình cũng, mình cũng thấy cho chị hương như vậy chị hương như kia đương nhiên là ai cũng có cái tật xấu của mình bản thân của mình chắc chị hương nhìn cũng thấy mình có nhiều quyết điểm xấu lắm nhưng mà như vậy nè phải không mình 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 có nhiều khi chị hương gọi mình có nhiều thì mình cũng đi làm mình về mình trễ nhưng mà cũng bỏ thời gian mình giúp chị hương tại mình thấy nó đáng chứ không phải là 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 là, là mình muốn uh, đi theo chị hương để quay phim hay gì không thấy không nếu mình mình muốn á, thì thật ra mình quay riêng bản thân của mình mình để lên cái cái channel của mình rồi phải không nhưng mà mình chỉ muốn đi giúp chị hương thôi chị hương quay hay không có là quyết định của chị hương mình chỉ biết á, là không phải là mình đi đó để mình giúp hay gì mình đi đó tại vì mình muốn giúp chị hương chứ không phải là mình muốn đi giúp mấy cái chị Hương đi Thủy, ok chị Hương kêu mình đi giúp thì mình đi giúp chị Hương kêu mình đi phát cơm thì mình đi phát cơm cái đó là lý do tại sao tại vì mình mới muốn đi giúp chị Hương tại mình thấy nó đáng cái thời gian của mình nếu mà mấy người không hiểu á, cái lý do mà tại sao chị Hương ấy, ông chỉ nhiều khi chỉ làm mình có nhiều chuyện chỉ làm mình mình thấy cũng cũng bỡ ngỡ lắm mình nói thiệt nhưng mà mình biết cái 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 cái, 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 cái chị không có ác ý phải không cái lòng của chị rất là tốt chị muốn giúp mấy người này phải không ok yeah. right, bây giờ mình kéo vô hai uh, chị em chị Hương luôn chị 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 Hiền Đức với lại chị Kim phải không với lại hai hai, hai vợ chồng hai hai ông chồng luôn thì mình chỉ gặp qua chị Kim có một lần thôi à chị Hiền Đức thì mình gặp mấy lần rồi phải không nhưng mà hai chị em này mình để ý tại vì biết không hai hai chị em chị Hiền Đức thì hơi 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 dữ một chút <laughs> không phải là dữ không nhưng mà hơi ấy một chút nhưng mà chị Hiền Đức rất là tốt rất là thẳng thắn còn chị Kim á chị chỉ hiền hơn nhưng mà chị rất là vui tính chị rất chị hai người thì thấy chị chị Hiền Đức thì hơi hơi mạnh dạng hơn còn chị Kim thì hơi nhẹ nhàng hơn phải không nhưng mà mình thấy hai chị em này họ rất là tốt phải không hai ông chồng rất là hiền rất là tốt nếu mà hai người là như vậy rồi hai chị em mà hai chị em là lúc nào cũng cũng đi chung nói chuyện với chị Hương mình để ý hết á họ thương nhau phải không họ nói chuyện họ họ, họ 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 nể nhau lắm thì mình bao nhiêu vậy là đủ cho mình biết là 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 chị Hương là con người ra sao rồi nha chứ riêng bản thân của mình nữa chị Hương mình không nghĩ gì đến hết đó, nhưng mình nghe nhiều chuyện khi mình cũng thắc mắc nhưng mà mình coi qua hai chị em của chị Hương đó, phải không hai người này mình thật ra cái nhiều khi mình nghĩ mình nghĩ trời ơi hai chị em này sao mà hai hai người này họ sẽ xong một tánh của họ rất là tốt phải không mà cách mình nghĩ ý họ nói chuyện với chị Hương đồ họ thương nhau họ họ nể nhau và họ nói chuyện đàng hoàng lắm mình thích như vậy mình đi như vậy mình thấy mình thấy nếu mà chị em họ như vậy nữa thì mình thấy mà không có cái vấn đề gì hết á còn đối với hai hai, hai ông chồng á thì hai anh này là rất là hiền hết ai cũng hiền hết á mình thấy nếu mà nếu mà nếu mà họ mà có cuộc sống họ, họ chồng vợ và chồng của họ vẫn vui vẻ như vậy mình mình thấy họ thương nhau như vậy họ họ nể nhau như vậy á mình nhìn ra được như vậy rồi tại vì tại vì như vậy này phải không mình đi chơi với nhiều người lắm à, đương nhiên là không có khác, khác nhau hết rồi nhưng mà mình thấy nhiều anh chị hai chị em mà chơi nhau cách họ nói chuyện với nhau là biết là là có vấn đề gì rồi phải không nhưng mà mình nhìn vô chị mấy chị em của chị Hương họ không có mình nói thiệt họ không có họ giúp đó họ, họ thương nhau họ giúp mà họ không có nghĩ cái gì cách họ nói chuyện đó, nó rất là thật thà cái lý do mà tại sao mình cuối cùng mình nói ô những cái chị hương sau này có cần mình gọi cái gì nếu mình làm được mình mình giờ mình có bỏ việc làm sớm như mình vẫn nói chị hương rồi không? nếu mình báo cho mình biết trước thì mình mình đi cái bữa nào mà mình không cần thì mình đi về sớm mình giúp chị hương thôi tại vì mình thấy nó đáng cho thời gian của mình chứ mấy ông bà cô chú anh chị em mà coi mấy cái video của chị hương mà cứ nói ô chị hương câu view hay là chị hương lợi dụng này biết muốn làm cái này làm, làm youtube không phải mình nói thiệt đương nhiên là họ họ quay bây giờ họ cái cái cái, mình không nói bằng miệng nó có nhiều người ganh tị là họ không được không được những cái như chị hương đang có bây giờ đó. phải không không phải là ai ông ông như mình nói hồi trước cũng vậy ông trời ông ban cái nhiều ai cũng được nhiều cơ hội trong cuộc đời của ông mình không biết là, là cái gì hết á phải không nhưng mình nó tới trong tay của mình rồi mình nói chị hương rồi phải không chị hương phải nắm dẫn làm những điều mà chị hương nên làm mình chỉ nói với hương như vậy thôi tại vì mình, mình không có bao giờ biết đâu ông trời ở à, lúc nào nó xảy ra trong cuộc đời của mình cũng coi như mình nói hồi trước trong mấy video cũ của mình phải không mình may mắn mình được ba câu hỏi trong cuộc đời mỗi người được khai thôi phải không mình không biết là cái chuyện gì phải không cái thể là cái thể là youtube là cái nghề cái mà ông chờ ông ban cho chị hương mình không biết nhưng mà cái chị không phải là chị nghĩ chỉ làm youtube chị chỉ muốn giúp cho anh em vô gia cư nhưng mà nó tạo ra một cơ hội cho chị hương thì chị hương nắm gắn chị hương vẫn làm như vậy thôi chị hương đâu có làm gì sai lỗi với mấy người kia đâu mà tại sao mấy người cứ vô trong đó nói tại sao ông cứ giúp vị chị thủy hoài chứ giúp đã nói là phải không bây giờ có một lần hay mười lần nó mới giúp được một người đó nếu mà giúp được như vậy đó thì nó tốt nó 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 nó, nó tốt nó sẽ tốt đẹp hơn còn nếu mà mình cứ chửi mình cứ nói họ hút sắc như vậy bỏ họ đi Rồi ai giúp họ đấy mình không hiểu cái lý do mình cái nhiều khi mà mình vẫn đi giúp như vậy chị hương kêu mình mình vẫn đi cái lý do tại sao mình vẫn giúp anh lộc như vậy á tại vì mình có cơ hội mình nghĩ mình không có chết chóc gì hết mình bỏ thời gian của mình mình giúp được ai mình giúp còn cái nhiều khi cuộc đời của mình nó sống cuộc sống của mình nó nó nhiều thời gian quá nó không có mình không có thời gian á thì thôi mình đâu có ai đâu nhưng mà chị hương có thời gian chỉ nấu đồ ăn bỏ đồ ăn nấu là cực lắm mình chỉ đi phát cơm với chị hương thôi mình biết là nó cũng cực bao nhiêu rồi còn chỉ bỏ cả ngày từ sáng đến chiều nấu đồ ăn biết khổ bao nhiêu không mà mấy người cứ nói là chị Hương lợi dụng này lợi dụng kia mình không hiểu thiệt. rồi cuối cùng mình muốn nói là uh, trong cuộc đời của mình uh, 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 mình làm nhiều chuyện sai lầm lắm nhưng mà có một chuyện uh, uh, nó xảy ra mà mình nghĩ chính hai mươi mấy năm uh, trong trong uh, 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 mình không có quên được phải không lúc nào cũng vậy nó qua trong một tháng cũng 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 nó qua nó cũng nhắc nhở mình lại trong hai mấy năm mình cứ nhớ nó hoài mà cũng như là tôi làm không phải là lỗi của mình phải không nhưng mà nó 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 nó, nó làm cái cái con cái, cái của mình nó lúc nào trong hai mấy năm nó nặng lắm không có mình không có được thoải mái hy vọng là một thời gian nào nó qua được mình mình muốn cho nó qua luôn chứ mình không có muốn nó cứ nó cứ nó cứ vòng vòng trong 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 cái cái lòng của mình á mình thấy khó chịu lắm với lại mình muốn nói về cái trong vua này mình muốn như vậy nè phải không hồi mình còn trẻ đó thì nó đơn giản lắm phải không ai làm gì sai mình á phải không M thì mình nghĩ ồ oh, mình họ làm như vậy thì mình làm lại mình làm lại họ như vậy là coi như nó công bằng phải không tiếng anh nó kêu phải không Two wrong doesn't make a right nghĩa là nếu mà họ làm gì xấu đến mình mình làm lại nếu mình làm mình phải trả đũa lại cho họ đó là nó mới công bằng nhưng mà phải không thì họ nói phải không ừ, hai cái sai không nghĩa là nó đúng phải không nhiều khi mình nghĩ mình nghĩ như vậy nhưng mà lâu dài như vậy không cái sai của mình mỗi cái sai của mỗi người phải không cái cái cái, cái, cái gì cái uh, cái lòng của mình đó, nó sẽ được thoải mái tại mình trả đủ được họ họ cho, cho người ta rồi phải không nhưng mà lâu dài nếu một con người mình có tâm lâu dài cái lương tâm của mình nó sẽ không có được thoải mái đâu mình nói thiệt mình là một người đã trải qua chuyện như vậy không mình còn trẻ đó mình nghĩ là nó nói phải không uh, uh, gì an eye for an eye nghĩa là mình không biết tiếng việt là dịch sao Christopher làm ơn dịch dùm nha nhưng mà cả cuộc đời của mình 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 đã bị thẹn về cái, về cái đó tại vì cái lòng của mình mình được thoải mái trong cái thời gian nó nó nó, nó xảy ra mình nghĩ mình nghĩ là mình đã trả thù được cái hơn cái gì đó mình đã trả lại được người đó rồi nhưng mà trong hai mấy năm nay cái lòng của mình đó, nó vẫn tẹn như vậy đó thì uh... thôi bên đây mình như vậy thôi nha xin chào ông bà cô chú anh chị em